6 con giáp may mắn nhất trong ngày mùng 7 tháng 1 năm 2023 âm lịch. Chào mừng quý vị cùng quay trở lại kênh Phong thủy Gia Cát. Chúc quý vị đón một ngày mới nhiều sức khỏe, tràn ngập niềm vui và tài lộc. Thưa quý vị, ngày mùng 7 tháng 1 năm 2023 âm lịch sẽ cực kỳ tốt lành với những con giáp này. Thứ nhất là tuổi Dần, thứ hai tuổi Mã, thứ ba tuổi Ngọ, thứ tư tuổi Thân, thứ năm tuổi Dậu và cuối cùng là tuổi Tuất. Trong ngày hôm nay, những con giáp này sẽ gặp vận may bất ngờ, mua hàng được quà, ra đường gặp quý nhân, mọi dự định đang ấp ủ đều sẽ thành hiện thực trong ngày hôm nay. Đầu tư 1 thì lời 10, người trong mộng gặp đột nhiên chủ động ngỏ lời. Nói chung là các bạn sẽ may mắn hết phần thiên hạ. Vì vậy, đừng để ngày hôm nay trôi qua một cách vô nghĩa mà hãy tận dụng nó để bắt tay vào thực hiện những kế hoạch, dự định mà các bạn đã ấp ủ từ lâu. Tuổi Dần có tam hợp che chở, người tuổi Dần được tận hưởng ngày đầu tiên đi làm sau kỳ nghỉ lễ vui vẻ và phấn khởi. Mọi người gặp lại nhau tay bắt mặt mừng, sẵn sàng giúp đỡ nhau trong công việc, dù có xích mích cũng sẽ bỏ qua. Khi mọi người vẫn còn tinh thần vui chơi, nghỉ ngơi, bản mệnh có thể ngay lập tức tập trung vào nhiệm vụ của mình. Tinh thần làm việc tích cực, hăng hái chắc chắn sẽ giúp bạn ghi điểm trong mắt cấp trên, khiến những cơ hội triển vọng mở ra trước mắt. Tam hợp nâng đỡ, người tuổi Dần có thể đạt được bước phát triển đáng mừng ngay trong ngày đầu tiên đi làm. Có thể những kiến nghị trước đó của bạn đã được đem lại sự phát triển tích cực cho công ty. Người trẻ tuổi nên tin tưởng hơn nữa vào năng lực của bản thân mình. Nếu có ý định khởi nghiệp, bạn có thể bắt tay vào thực hiện ngay từ hôm nay. Mọi người xung quanh cũng luôn sẵn sàng giúp đỡ bạn. Ngũ hành xung khắc cho thấy bạn phải đối mặt với một số vấn đề sức khỏe, cộng thêm với tâm trạng không được vững vàng, tự tin. Nên cho mình thời gian nghỉ ngơi, thư giãn, tham gia các chuyến đi nghỉ dưỡng, du lịch, giúp tinh thần tốt hơn. Để đường công danh tài lộc được thuận lợi, gia chủ tuổi Dần nên sử dụng vật phẩm phong thủy. Tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất của phong thủy Gia Cát, đặc biệt là vòng cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ tuổi Dần để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Tuổi Mão, tử vi ngày 7 tháng 1 năm 2023 của 12 con giáp, sự khôn ngoan mà con giáp tuổi Mão có được trong ngày nhờ chính ấn tương trợ sẽ giúp ích cho bạn đáng kể. Công việc thuận lợi, đặc biệt với người làm kinh doanh, mọi công việc vào tay bạn đều được tiến triển suôn sẻ, bởi đa số đó đều là những việc quen thuộc, bạn đã có nhiều kinh nghiệm xử lý trước đây. Hôm nay cũng là thời điểm thích hợp để bản mệnh bắt tay vào hiện thực hóa những kế hoạch mình đã đặt ra từ trước Tết. Quá trình bắt đầu thực hiện có thể bạn sẽ không tránh khỏi va vấp, nhưng đừng sờn lòng, chỉ cần bạn quyết tâm thì đâu khắc có đó. Dù có chuyện gì thì người tuổi Mão cũng nhẹ nhàng cho qua được khi mà lục hợp ghé thăm giúp tính khí của họ trở nên ôn hòa hơn bao giờ hết. Đây là khoảng thời gian tuyệt vời để bản mệnh gia tăng sự kết nối với những người xung quanh, mở rộng mối quan hệ của mình. Ngũ hành xung khắc ảnh hưởng khiến sức khỏe của bạn có phần sa sút. Một phần lý do là vì bạn uống thuốc thiếu hiểu biết, ai chỉ gì cũng dùng. Hãy học cách loại bỏ thói quen xấu này ngày càng sớm càng tốt, nên tìm hiểu cơ thể của mình nhiều hơn nữa. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Mão cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Ngọ, xem tử vi hôm nay, người tuổi Ngọ dễ dàng trở thành tâm điểm của đám đông trong ngày. Nhờ có cách ăn nói khéo léo, bạn chinh phục được người khác ngay từ những lần gặp gỡ đầu tiên, ai cũng muốn được làm thân với bạn. May mắn hơn, bạn còn có cơ hội kết giao với bạn bè hoặc người đồng chí hướng. Bạn có thể học hỏi được những điều bổ ích đến từ đối phương. Nhân cơ hội này, đôi bên nên cùng hợp tác để kế hoạch được tiến triển thuận lợi và dễ dàng hơn. Khi tam hợp xuất hiện đã mang lại cho người tuổi Ngọ độc thân có niềm tin hơn trong chuyện tình cảm. Những cặp đôi đang lên kế hoạch hẹn hò riêng tư để nuôi dưỡng cảm xúc lứa đôi. Tác động của ngũ hành tương sinh giúp cho bạn tỉnh táo hơn. Các vấn đề sức khỏe được giải quyết, mang đến cho bạn cảm giác thư thái, thoải mái. Nhiều người đã biết cách cân bằng lại cuộc sống, tránh suy nghĩ tiêu cực. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Ngọ cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Thân, dưới tác động của tam hội cục, người tuổi Thân có một ngày làm việc cực kỳ thuận lợi, có người sẵn sàng cầm tay chỉ việc, giúp bạn dễ dàng thích nghi với những nội dung công việc mới. Hãy nhiệt tình khiêm tốn học hỏi điều hay từ người khác nhé!
Một số người có thể được lãnh đạo tin tưởng giao cho nhiệm vụ quan trọng ngay trong ngày hôm nay. Bạn hãy tin tưởng vào bản thân và nhận nhiệm vụ này. Đó có thể là bậc thang giúp bạn đi lên cao hơn nữa trên con đường sự nghiệp. Cũng nhờ có tam hội nâng đỡ mà vấn đề liên quan đến các mối quan hệ trở nên sáng sủa hơn bao giờ hết. Trong gia đình, quan hệ tình cảm với người thân gắn bó được cải thiện. Thổ kim tương sinh cho thấy có người khác giới đang muốn tiếp cận bạn. Hãy cho đối phương có cơ hội bạn nhé. Nhìn chung, vận trình tình cảm của bạn đang khởi sắc rõ rệt, có thể sẽ hết ế trong thời gian tới. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Thân cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Thân Tý Thìn để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Dậu, xem tử vi mùng 7 tháng 1 năm 2023 âm lịch của 12 con giáp, chính tài tương trợ cho thấy những điểm sáng giúp tuổi Dậu suy nghĩ thông suốt được vấn đề liên quan đến tiền bạc, bao gồm cả kế hoạch ngắn hạn lẫn dài hạn. Bạn có thể thanh toán những khoản nợ nần của mình trước đây. Ngày có tam hội nâng đỡ giúp cho bạn mở rộng mạng lưới bạn bè của mình. Bạn xây dựng được các mối quan hệ mới, tìm ra cách để cải thiện tình cảm với những người thân yêu và có được sự tôn trọng lẫn nhau. Ngũ hành tương sinh là tín hiệu cực kỳ tốt cho sức khỏe của bản mệnh. Tinh thần tươi vui cũng góp phần giúp cho sức khỏe của bạn được cải thiện rõ rệt. Để đường công danh tài lộc được thuận lợi, gia chủ tuổi Dậu nên sử dụng vật phẩm phong thủy. Tam hợp quý nhân Tị Dậu Sửu của phong thủy Gia Cát, đặc biệt là vòng cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ tuổi Dậu để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Tuổi Tuất. Vào ngày 7 tháng 1 năm 2023 âm lịch, người tuổi Tuất tìm thấy sự lựa chọn đúng đắn cho mình và bạn cũng có nhiều thời gian hơn những ngày khác để dành cho người thân của mình. Hôm nay hứa hẹn bạn đạt được một thỏa thuận có lợi cho mình cũng như mọi người. Điều này mang lại cho bạn sự nhẹ nhõm, giúp bạn được thả lỏng và thư giãn tối đa. Tài tinh đem tới tin vui về tài lộc cho người tuổi Tuất. Hôm nay bạn có một khoản tiền rủng rỉnh mà không cần phải cố gắng quá nhiều. Đó có thể là khoản tiền do lãnh đạo, công ty và đồng nghiệp mừng tuổi cho bạn. Người làm ăn kinh doanh có thể dần lên những kế hoạch mở rộng quy mô làm ăn, mở rộng quan hệ với khách hàng và đối tác. Năm mới này, nếu bạn nhanh chân hơn người khác, bạn có thể kiếm được một khoản đáng ngưỡng mộ. Ngày 7 tháng 1 năm 2023 âm lịch là ngày can bính. Ngày can bính không trị bệnh ở vai, bạn mệnh nhất định không nên lơ là điều này. Để đường công danh tài lộc được thuận lợi, gia chủ tuổi Tuất nên sử dụng vật phẩm phong thủy, tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất của phong thủy Gia Cát. Đặc biệt là vòng cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ tuổi Tuất để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thưa quý vị, ngày 7 tháng 1 năm 2023 âm lịch, tức thứ Bảy ngày 28 tháng 1 năm 2023 dương lịch, là ngày Bính Tuất, tháng Giáp Dần, năm Quý Mão. Ngày này có nạp âm là Ốc Thượng Thổ. Ngày này thuộc hành thổ khắc hành thủy, đặc biệt là tuổi Bính Ngọ, Nhâm Tuất thuộc hành thủy không sợ thổ. Ngày Tuất lục hợp Mão, tam hợp Dần và Ngọ thành hỏa cục, xung Thìn, hình Mùi, hại Dậu, phá Mùi, tuyệt Thìn, kỵ tuổi Canh Thìn và Nhâm Thìn. Quý vị thân mến, như vậy chúng ta vừa tìm ra 6 con giáp may mắn nhất trong ngày hôm nay. Quý vị có thuộc một trong những con giáp may mắn ở trên hay không? Hãy comment xuống bên dưới ô bình luận để mọi người cùng được biết và chúc mừng bạn nhé! Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mọi thắc mắc hay đóng góp của các bạn, hãy comment bên dưới ô bình luận hoặc gọi điện trực tiếp tới số 0989349119 để được tư vấn trực tiếp. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn!